Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bằng Lê Phi Bamba YouTube Channel. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ review cho anh em một trong những tiền đạo khủng nhất trong game và cũng như là ở ngoài đời. Đó là Cristiano Ronaldo, phiên bản Ultimate Team of the Year. Và như các bạn có thể thấy là cái ngay chỉ số mà chưa nâng đã tới 97 OVR rồi. Trong game thì anh cao 1m87 và nặng 83 cân. Skill move là skill xoay. Và có nhiều skill bản như là đá phạt mạnh, khéo léo, sút xa hay là dắt bóng nhanh, rất tuyệt vời. Bộ chỉ số của Ronaldo thì khá là toàn diện, thì khả năng chạy, dứt điểm, lực sút, sút xa, volley đều rất là cao. Các chỉ số chuyền bóng, chuyền ngắn, chuyền dài hoặc là tẹt thì chỉ ở mức tương đối thôi. Tuy nhiên khả năng kiểm soát bóng thì toàn trên 120 thôi. Các chỉ số phòng thủ thì hơi thấp, tuy nhiên anh lại có khả năng đánh đầu cũng như là rất là tốt ở trong game cũng như là ngoài đời. Đây. Thì hiện tại Ronaldo đang đá cho câu lạc bộ Juventus sau khi một thời gian dài anh đã đá cho Real Madrid, và đặc biệt là trong vào tối hôm qua thì anh đã giúp cho câu lạc bộ Juventus lội ngược dòng thành công trước câu lạc bộ Atletico Madrid với một hat-trick của mình, rất tuyệt vời. Đây, như bạn có thể thấy, đây là một trong những tiền đạo khủng nhất game. Thì giá của Ronaldo Ultimate thì vào khoảng 80 triệu coins. Vì vậy thì anh em nào mà có điều kiện thì mới có cơ hội sử dụng được Ronaldo này. Tuy nhiên thì nếu mà các bạn không sử dụng Ronaldo này thì các bạn có thể mua những phiên bản rẻ hơn, như là phiên bản của C1 97, cũng 97 luôn, thì giá chỉ bằng nửa con này thôi, là khoảng 40 triệu. Hoặc là phiên bản tiền đạo, bản Team of the Year thường thì giá đâu đó vào khoảng 22, 23 triệu. Cái này là giá mình mới cập nhật ngoài chợ. Đây, thì bây giờ chúng ta sẽ xem một số tình huống VCA tắt mà chúng ta có hiện diện của Ronaldo. Như các bạn có thể thấy là khả năng sút của Ronaldo rất tốt, sút rất là mượt. Đây. Những cú sút của Ronaldo thường có rất rất mạnh, và khi do đó khi mà chúng ta cầm Ronaldo sẽ có cảm giác rất là đặc biệt. Bên cạnh đó thì tốc độ Ronaldo và những kỹ thuật của Ronaldo khá tốt, như các bạn thấy với tình huống xoay bóng, xoay người dứt điểm vừa rồi. Đây một tình huống khác, Ronaldo đã được xử lý rất nhanh khi đối mặt với thủ môn và có những cú sút rất là mạnh. Tuy nhiên cũng không kém phần khéo léo. Ở đây thì mình sẽ có một trận đấu head to head. Mình sẽ để cho Ronaldo đá cắm và đối thủ của mình là Team Zin over 100 với cặp tiền đạo Messi và Ronaldo. Đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu rất hấp dẫn. Tụi bạn sẽ mặc áo màu trắng ở bên phải màn ảnh nhỏ của các bạn. Còn đội của mình sẽ mặc áo màu xanh ở bên trái. Crew, Modric, Coutinho. Đội bạn với năm cốt là các cầu thủ của La Liga. Còn đội bên mình với năm cốt là những cầu thủ từ Serie A. Cancelo, Dybala. Đó là Dybala. Dứt điểm không thành công. Như vậy là sẽ có một pha đá phạt góc cho đội Forever Young. Cancelo. Desai đánh đầu. Wow, như vậy trận tỷ số đã được mở từ khá sớm. Ngay phút thứ 11 của trận đấu, Maxim Desai để đánh đầu mở tỷ số cho đội Forever Young. Một khởi đầu thuận lợi cho đội bóng của Bằng Lê. Perisic, Manolas, Miranda. Đây là đội Forever Young đang nắm quyền kiểm soát bóng. Họ vẫn chưa triển khai bóng lên cao. Với sự áp sát của đội Zin rất là nhiều. Zielinski, Ronaldo, Eder sẽ có một pha ném biên. Không được rồi. Rodin lấy được bóng. Orejuela, Casemiro. Oric. Rondo. Đội bạn đang chỉ khai bóng lên. Messi không qua được. Sai. Đây là Douglas Costa. Bóng được chặt khe xuống cho Dybala, tốc độ vẫn là Dybala.
Dybala đang dắt bóng cánh phải và đưa bóng vào sẽ không được trước một rừng hậu vệ của đội Zin. Crew mất bóng nguy hiểm rồi. Đây là Zielinski. Eder Rút Đin đã nhanh chóng lấy được bóng. Messi đã dọc khe xuống không được. Messi đã say đã bắt bài tình huống vừa rồi. Lachuta Dybala Rondo không được cao. Nhưng tuy nhiên đã có một pha đá phạt. Đây là Rondo. Perisic Manolas Dybala. Những pha phối hợp rất là nhịp nhàng. Dybala bóng được chuyền xuống cho Rondo. Vẫn là Rondo dứt điểm. Wow, tỷ số lên là 2-0. Một bàn thắng rất tuyệt vời của Rondo. Như các bạn có thể thấy khả năng tì đè của Rondo và khả năng tung một cú sút rất là cực mạnh khi mà bị đối phương tác động. Chúng ta cần xem lại tình huống vừa rồi. Một pha tì đè của Rondo, sau đó tung ra một cú dứt điểm trái phá rất là tuyệt vời. Anh không chỉ bị không bị ngã như một số cầu thủ khác, mà anh có thể bình tĩnh và tung ra cú sút đi ghim vào góc xa không thành, rất là bá đạo. Vâng, và lúc này thì hiệp 1 của trận đấu cũng đã kết thúc. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu hiệp 2 của trận đấu luôn. Zielinski, Bruno Miranda, Eder không thành công, sẽ có một pha ném biên. Eder cũng thất thần với đá bóng ra ngoài rồi. Chính anh cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Modric, Pogba, Rondo, pha chạm cánh không thành công. Tuy nhiên sẽ có một pha ném biên. Pha bóng an toàn của Douglas Costa. Messi nguy hiểm dứt điểm không thành công. Stegen đã có một pha cản phá tuyệt vời. Lại là Stegen phản xạ rất nhanh. Hai pha cứu thương liên tiếp của Stegen. Thế nào? Lại là Stegen các bạn. Ba pha liên tiếp luôn. Những pha bay lượn như chim rất là ảo diệu của Stegen. Rút Đin. Những pha bay người rất là tuyệt vời của một thủ môn mà chúng ta thường ít được thấy, đó là Stegen. Bởi vì đa số anh em thì thường chơi De Gea hoặc là Donnarumma nhiều hơn. Douglas Costa nguy hiểm quá, đây là Jordi Alba. Messi rất nguy hiểm và sút bóng đi vọt sẽ ngay của Lionel Messi. Manolas Perisic sóng gió đã trôi qua trước khung thành của Stegen. Rondo, đây là Eder rất tốt, vẫn là Eder chạy cái một pha ném biên. Eder đang cố gắng tìm đồng đội. Đây là Perisic. Dybala chiếc điểm từ xa. Wow, tỷ số này là 3-0. Lại là Cristiano Ronaldo. Đây là bàn thắng thứ 2 của anh trong trận đấu. Và với pha ăn mừng quen thuộc rất là tuyệt vời. Dù ở một tư thế sút không thành lợi, anh vẫn tung ra một cú sút rất tốt và góc xa không thành. Tỷ số hiện tại đang là 3-0. Đây, chúng ta có thể thấy được khả năng săn bàn của Ronaldo rất là tốt. Mặc dù không chiếm quá nhiều ưu thế, tuy nhiên đội Pháp Đại Bà Giang vẫn đang dẫn với tỷ số 3-0. Modric lại mất pha mất bóng nữa. Ronaldo được khai xuống đây là Costa, rất là tốc độ, vẫn là Douglas Costa. Ronaldo đang xin bóng vào trong, một pha tạt vào, dứt điểm vào. Như vậy tỷ số nâng lên thành 3-0. Hat-trick của Ronaldo rất là tuyệt vời. Như bạn có thấy là Ronaldo đã giữ bóng, xin bóng và di chuyển rất là hợp lý. Hat-trick của Ronaldo, và Ronaldo đã lập được một hat-trick ở ngoài đời thật và trong game cũng vậy, rất là tuyệt vời. Vâng, và chắc chắn qua video này các bạn đã thấy được khả năng rất là bá đạo của Ronaldo trong game rồi. Anh em xem xong nhớ like và ủng hộ video nhé. Xin chào anh em và hẹn lại những